Hello mọi người, trở lại với kênh của mình nha. Mình là Quang Linh đây. Hôm nay mình vừa leo lên trên cái nóc nhà chỗ có cây cóc rồi mọi người. Đang ngồi ở trên chỗ mấy cái nhánh dây nóc nhà, đằng sau là nguyên một cây cóc. Này nó dây này cháy nhóc hết trơn mọi người thấy không? To to này. Đó, mình có chuẩn bị một cái chén muối ớt siêu cay, ớt xanh luôn. Đó, hôm nay không có ớt chín nhiều mọi người. Có được mấy trái ớt chín thôi. Rồi, ớt siêu cay luôn, cái mình chấm đây là quất nha. Tuyệt vời chưa? Mới làm rụng trái à. Đó. Còn lúng tắng trên cây rau quất luôn ha. Chấm vô muối ớt siêu cay nè. Đó, mời mọi người nha. Quá đã luôn mọi người. Tươi xanh luôn nha, đang trên cây luôn rồi, ăn rất là ngon luôn, quá phê luôn. Lá ở mọi người. Hôm nay tầm 12 giờ mấy trưa mọi người. Có chén muối ớt mà ăn cóc như là rất là tuyệt vời luôn. Cóc này hơi già mọi người. Trái hơi già. Ăn nó ngọt. Nó không có chua bao nhiêu cái trái non. Em tiếp tục em đúng không ơi. Quá đã luôn. Cay quá mọi người. Nó không? Hơi già chút xíu. Có hộp á. Vị ăn nó đỡ chua hơn mọi người. Cóc này rất là to luôn. Hỏi chút xíu mình quay cho mọi người xem. Rất là nhiều trái bên kia. Dạ 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 bên kia. Đây nè. Mình đứng trên trên quay xéo xéo xuống mọi người thấy không? Trái quá trời mọi người thấy không? Dài qua tới bên kia. Cái cóc này to lắm mọi người. Trên đây có chùm 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 luôn nè mọi người thấy không? Quả trái trái nè. Rồi bây giờ tiếp tục nữa mọi người. Quá đã luôn. Nước siêu cay nè. Quá trời ớt. Siêu cay chấm này mới ngon mọi người. Mình ăn thử trái cóc non nè. Trái cóc non. Thử trái cóc non nè.
giòn. Nó chua hơn cái trái già vàng nữa mọi người. Mình thử trái này. Này ngọt ngọt. Rồi nó rụng ra luôn mọi người. Cái vỏ nó thì chua, cái ruột thì nó ngọt hơn. Ăn cái ruột ngon hơn mọi người. Đây còn cây cóc nữa nè. Nhà mình tới 3 cây cóc được. Nó chua mà nó cay sướng gì đâu mọi người. Quá đã luôn. Đổi địa điểm kiếm cái chim cóc khác nha. Nè, ở đây có con trái vàng vàng sắp chín nè mọi người. Ở đây hơi tối nha. Hơi tối chút xíu. À, mọi người thấy rõ không? Vàng vàng. Giải quyết nó luôn. Quá đã. Chua mà cay cay rất là phê luôn mọi người. Ăn cái vỏ chua quá. Này mà lấy cái dao á. Còn cái vỏ đây là ăn là phê luôn. Nó ngọt. Cóc này nó già mọi người. Có hột luôn không? Cứng nhắc à. Rồi bây giờ mình lụm thêm mấy cái chùm này nữa mọi người. Chua quá chua. Ăn ê găng hết trơn mọi người. Cái này đi. Lụm thêm muối ớt. Quá đã luôn. Rồi mình tiếp tục mọi người. Nãy giờ cũng có mấy cái ghe bán đồ đi ngang hơi ồn á. Nên mình tắt ngang. Thử thử cái trái này xem. Thử trái nào ngọt ngọt. Chua quá chua ăn không nổi mọi người. Ê găng hết trơn. Rất găng luôn rồi. Nó chua quá chua. Cái này cũng chua mọi người, cũng ngọt. Cảm như mua ớt rồi.
cái ruột mọi người. Cái vỏ chua quá chua. Thử trái này xem. Ruột luôn. Cái này cũng chua mọi người. Cái răng ở trên mọi người. Mà ăn thì cảm thấy giác nó rất là đã. Nó ơi hết cái răng. Được quá. Trái này làm luôn. Ê, gần quá trời gần mọi người. Đây chùm to to mọi người. Sao nhiều lắm. Mình quay lại người sáng nó bị tối mọi người, mình thấy. Cây nguyên cái cốc này rất là to. Mình đang cây. Đang cây nữa. Quá trời. Quá trời chua. Không biết cốc này có thể ăn hay làm được cái món ăn gì, hoặc là ý tưởng gì làm với làm clip với cây cốc này nè. Mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận, Linh sẽ làm gửi tặng mọi người nha. À. Chế biến thành món ăn gì, hoặc là cái ý tưởng gì để làm với cái trái cốc này ở trên cây thì mọi người nhớ bình luận dưới nha. Đó. Linh sẽ cố gắng làm để gửi tặng mọi người xem giải trí hàng ngày trong những giờ làm việc mình mỏi về nha. Rất là ơi găng luôn, mà nhìn giống muốn ăn mọi người. Nó phê vậy đâu ạ. Ăn với muối ớt siêu ca là rất là ngon luôn. Quá phê. Chua chua nhưng vẫn muốn ăn. Quá đã không? Rồi ăn nãy giờ cũng ơi gan quá trời mọi người. Mà nhìn vẫn muốn ăn nữa, mà ăn quá thì nó ơi gan. Mình tạm dừng clip ở đây nha. Đó là những gì mình muốn chia sẻ cho mọi người xem buổi trưa rảnh rỗi không biết làm gì thì leo lên trên cây cốc đem theo chén muối siêu cay ăn rất là phê và sướng luôn mọi người. Mọi người xem clip thấy thú vị đừng quên để lại một like và comment ý kiến của mọi người bên phần luận video để Hoàng Linh biết chỗ nào hay dở, lần sau làm clip sẽ ok hơn để gửi tặng cho mọi người xem giải trí những giờ làm việc mệt mỏi về nha. Mọi người cũng đừng quên chia sẻ video rộng rãi lên mạng xã hội nha, để cho nhiều người đến ủng hộ Hoàng Linh hơn. Đó là niềm động lực để Linh làm thêm những clip thật hay, thật thú vị để tặng cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.